Kim Sâu, âm vang xứ Thanh năm thứ 18 đã đi đến vòng thi cuối cùng. 4 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại trận chung kết đã được xác định. Đó là Lê Anh Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Thọ Xuân, Trịnh Trọng Trung Hiếu, trường phổ thông Triệu Sơn, Nguyễn Bình Dũng, trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 và Hoàng Bảo Sơn, trường phổ thông Nguyễn Mậu Tuân, Đông Sơn. Bắt đầu ghi hình từ tháng 11 năm 2023, Game Show Âm Vang xứ Thanh năm thứ 18 đã trải qua 28 cuộc thi với sự tham gia của 64 thí sinh xuất sắc đại diện cho 32 ngôi trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Là thí sinh đầu tiên ghi tên mình trong trận chung kết, Lê Anh Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Lợi đã thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán ở những giây cuối quyết định khi lội ngược dòng ngoạn mục ở phần thi cuối cùng của vòng so tài. Với quyết tâm một lần nữa mang cầu truyền hình về với trường phổ thông Triệu Sơn, Trịnh Trọng Trung Hiếu đã giành chiến thắng thuyết phục ở tất cả các trận thi để ghi tên mình vào vòng chung kết. Trong khi đó, Hoàng Bảo Sơn của trường Trung học phổ thông Nguyễn Mậu Tuân, Đông Sơn đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng cách biệt các thí sinh còn lại ở vòng so tài 3. Cái tên cuối cùng có mặt ở trận chung kết Âm Vang xứ Thanh năm thứ 18 đó chính là Nguyễn Minh Dũng của trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1. Trầm tĩnh và vô cùng chắc chắn, qua từng vòng thi, Minh Dũng luôn chứng tỏ được sự tự tin và nền tảng kiến thức vững chắc của mình. Mỗi người một thế mạnh, nhưng điểm chung giữa họ là sẵn sàng chinh phục vòng nguyệt quế. Tất cả hứa hẹn mang đến một trận chung kết bùng nổ và hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Chung kết Âm Vang xứ Thanh năm thứ 18 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8:30 sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024 trên TTV và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.